Phi Yến xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chính quyền Palestine đang tìm cách tham gia vào việc quản lý dải Gaza sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas kết thúc. Thủ tướng Mohammad Zayed vừa cho biết như vậy và gọi Gaza là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Palestine. Thủ tướng Zayed, quan chức số 2 của chính quyền Palestine sau Tổng thống Mahmoud Abbas, đã nói chuyện với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn tại Ramallah, trung tâm hành chính của Palestine ở bờ Tây. Vậy tương lai dải Gaza đang được định hình và quản trị như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tâm điểm Thế giới tuần này ngay sau đây. Palestine được thành lập theo Hiệp định Oslo năm 1993, thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp hai nhà nước, tức sẽ có một chính quyền Palestine riêng biệt song song với Israel. Nhà nước này sẽ quản lý bờ Tây và dải Gaza dưới sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Palestine từng quản lý dải Gaza nhưng để rơi vào tay Hamas sau cuộc chính biến ngắn năm 2007. Thủ tướng Zayed chỉ trích mạnh mẽ Israel ngăn các chuyến hàng viện trợ vào Gaza trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đó đang rất nghiêm trọng. Ông cũng lập luận rằng Israel nên rút khỏi Gaza khi cuộc chiến với Hamas kết thúc. Theo ông, sự hợp tác từ toàn thể cộng đồng quốc tế rất quan trọng để đạt được giải pháp hai nhà nước. Ông kêu gọi Mỹ, Nhật Bản và châu Âu chính thức công nhận tư cách nhà nước của Palestine, cũng như giúp tham gia đầy đủ Liên Hợp Quốc với tư cách chính thức. Hiện họ chỉ là quan sát viên. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần bác bỏ giải pháp hai nhà nước, bất chấp áp lực từ Mỹ. Thủ tướng Zayed cáo buộc ông Netanyahu muốn kéo dài cuộc xung đột vì sự sống còn chính trị của bản thân, chờ đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2024. Thời gian qua, Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn chú ý đến lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Biden muốn thu hẹp quy mô các hoạt động quân sự ở Gaza, cũng như cho phép viện trợ nhân đạo nhiều hơn, trong lúc số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng. Nếu giao tranh lắng xuống, Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas dẫn đến chiến tranh suốt 3 tháng qua. Theo Thủ tướng Zayed, trường hợp ông Donald Trump được bầu vào Nhà Trắng một lần nữa, chính trị gia này sẽ là người thay đổi cuộc chơi đối với lãnh đạo Israel. Ông Trump ủng hộ ông Netanyahu mạnh mẽ khi còn đương chức. Hai lãnh đạo đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ vào thời điểm đó. Thủ tướng Zayed khẳng định, ông Netanyahu đang tống tiền Washington. Ông ấy sẽ giữ mọi thứ chậm lại ở Gaza cho đến khi biết ai vào Nhà Trắng. Mặc dù Tổng thống Biden và nhiều lãnh đạo khác hy vọng sẽ thấy chính quyền Palestine quản lý Gaza sau chiến tranh, nhưng tình trạng tham nhũng khiến không ít tiếng nói lo ngại và đã có lời kêu gọi bầu cử ở Palestine. Lần gần đây nhất, các vùng lãnh thổ Palestine bầu cử tổng thống và lập pháp là năm 2005-2006. Sau đó, Hamas đã đánh bại đảng Fatah cầm quyền, dẫn đến cuộc xung đột giành quyền kiểm soát Gaza. Fatah hiện chỉ kiểm soát bờ Tây. Theo nhiều thăm dò, sự ủng hộ dành cho chính quyền Palestine đang suy giảm trong lòng người dân. Khảo sát cho thấy chỉ có 16% người dân Palestine ủng hộ Fatah điều hành ở bờ Tây. Đề cập tới viễn cảnh cải tổ, Thủ tướng Zayed chia sẻ, đối với chúng tôi, việc khôi phục chính quyền Palestine là rất quan trọng. Cần phải làm mới để xây dựng niềm tin với người dân. Đó là điều chúng tôi muốn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ mới đây, thì Tổng thống Isaac Herzog nói rằng Israel không thể nghĩ về tiến trình hòa bình với người Palestine lúc này. Nếu hỏi một người Israel bình thường thì không ai có tâm trạng về giải pháp cho các thỏa thuận hòa bình hay tiến tới viễn cảnh hai nhà nước. Lý do là không ai chắc chắn có được sự an toàn trong tương lai hay không. Họ đã mất niềm tin nghiêm trọng. Theo Tổng thống Herzog, sau vụ tấn công chưa từng có gây ra bởi Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, toàn bộ người dân Israel đều muốn sự việc không lặp lại dù từ phía Bắc, phía Nam hay phía Đông. Khi được hỏi về tiến trình hòa bình hướng đến giải pháp hai nhà nước, Tổng thống Herzog nói, Israel mất niềm tin vào tiến trình hòa bình vì thấy rằng các nước láng giềng tôn vinh khủng bố. Giữa tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ả Rập Xê Út sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel nếu nhà nước Do Thái chấp nhận tiến tới giải pháp hai nhà nước. Cũng tại Davos, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Israel không thể đạt được an ninh thực sự nếu không có con đường dẫn đến một nhà nước Palestine độc lập, đồng thời nhấn mạnh rằng một động thái như vậy có thể giúp thống nhất Trung Đông và cô lập Iran, đối thủ hàng đầu của Israel. Về vấn đề dải Gaza sau chiến tranh, ông Herzog không nói chi tiết nhưng phát họa sẽ có một liên minh các quốc gia sẵn sàng cam kết tái thiết dải đất này để mang lại sự an toàn và một tương lai khác cho người dân. Liên minh được thành lập từ các nước phương Tây và khu vực có sự đối thoại với người dân Gaza và chính quyền Palestine. Thủ tướng Netanyahu nhiều lần phản đối chính quyền Palestine kiểm soát Gaza sau chiến tranh, tuyên bố khu vực này phải được phi quân sự.
Israel muốn tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn những cuộc tấn công giống ngày 7 tháng 10. Ý tưởng của Israel giống như Tổng thống Herzog đề cập là một chính quyền đa quốc gia, bao gồm cả phương Tây và đồng minh Ả Rập của Palestine. Lãnh đạo là các nhà kỹ trị. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia Ả Rập đều không sẵn lòng tham gia kế hoạch trên. Các quan chức Ả Rập và Hoa Kỳ nhiều lần nói rằng họ chỉ hỗ trợ để tái thiết Gaza hay tham gia vào sứ mệnh quản lý Gaza khi chính quyền Palestine tiếp quản và có một con đường hướng đến giải pháp hai nhà nước. Kính thưa quý vị, tương lai dải Gaza sẽ đi về đâu? Liệu Palestine có đủ sức quản lý dải Gaza? Kế hoạch của Israel có khả thi hay không? Hôm nay chúng tôi có trao đổi với chuyên gia để nghe ý kiến phân tích thêm. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa các bạn, khi nói đến chính quyền Palestine còn về khả năng tiếp quản và quản lý dải Gaza, thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại một thực trạng về dân tộc Palestine hiện nay. Thứ nhất, đây là dân tộc duy nhất trên thế giới chưa thành lập nhà nước riêng của mình theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ hai, sau hơn 30 năm Hiệp định Oslo về hòa bình tại Trung Đông, về thành lập hai nhà nước Israel và Palestine độc lập bên cạnh nhau, thì hiệp định này đã không hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của mình. Và chiến tranh vẫn đang tiếp diễn tại mảnh đất Palestine, và nhà nước Palestine vẫn không được thành lập sau hơn 30 năm. Và điều này cần phải khẳng định là cần phải có hội nghị hòa bình khác, và trong đó phải tính toán đến tôn trọng quyền tự quyết của người dân Palestine, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine độc lập. Và thứ ba, thì chúng ta cũng đã chứng kiến hơn 30 năm qua, thì nước Mỹ đã có một sự ủng hộ rất to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao và kinh tế cho Israel và ngăn cản việc thành lập nhà nước Palestine trong tương lai. Do vậy, vấn đề hòa bình tại Trung Đông, vấn đề thành lập nhà nước Palestine tại mảnh đất riêng của mình vẫn hoàn toàn bế tắc, và tình hình hiện nay đã phản ánh cái thực trạng như vậy. Về vấn đề quản lý dải Gaza sau cuộc chiến, thì hiện nay mặc dù cuộc chiến chưa kết thúc nhưng đã có những quan điểm về vấn đề về quản lý và tái thiết dải Gaza. Có rất nhiều quan điểm trong vấn đề này. Có quan điểm cho rằng cần phải một lực lượng quốc tế, có quan điểm cho rằng Israel có thể quản lý để thực hiện phi quân sự hóa dải Gaza, và có những quan điểm cho rằng người Palestine thông qua chính quyền Palestine có thể tiếp quản và quản lý dải Gaza. Thì tất cả những quan điểm đó thì đều có phản ánh góc nhìn khác nhau, nhưng chúng ta cần trao đổi về vấn đề sự cần thiết của chính quyền Palestine trong việc tiếp quản và quản lý dải Gaza trong thời điểm hiện nay. Thì chúng ta đã biết chính quyền Palestine mà lòng cốt là Tổ chức Giải phóng Palestine PLO là được đông đảo các quốc gia trên thế giới công nhận và là quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Thì thứ hai là ngoài chính quyền Palestine hiện nay ra, không có một tổ chức nào khác của người Palestine có đủ khả năng tiếp quản và quản lý vùng dải Gaza mà được sự ủng hộ của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Và cái điều thứ ba, nếu để các lực lượng khác vào tiếp quản và quản lý dải Gaza thì phong trào Hamas mà là người quản lý trực tiếp dải Gaza trước ngày 7 tháng 10 năm 2023 có thể sẽ dễ dàng chấp nhận chính quyền Palestine hơn tất cả. Thì với các yếu tố kể trên thì tôi cho rằng thời điểm hiện nay chính quyền Palestine tiếp quản và tái thiết lại dải Gaza là sự lựa chọn hợp lý nhất, tối ưu nhất. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã nghe thấy những dư luận về cái sự quản lý yếu kém và quan liêu và tham nhũng của chính quyền Palestine và có khả năng bị các phần tử cực đoan lợi dụng. Thì cái điều này có thể là có thật. Và chính vì điều đó thì chính quyền Palestine muốn được sự ủng hộ của người dân, ủng hộ của quốc tế thì cần phải đổi mới mình, cần phải thay đổi mình để cho phù hợp với yêu cầu của hiện tại. Thì cái điều này thì chúng ta hoàn toàn ủng hộ người Palestine và chính quyền Palestine trên cơ sở đổi mới chính quyền của mình.
Và ngoài ra thì quốc tế vẫn có thể hỗ trợ chính quyền Palestine thông qua các nhóm làm việc, nhóm hỗ trợ, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia về tài chính, kinh tế và luật pháp để giúp chính quyền Palestine sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn tài chính để phục vụ tái thiết giải Gaza, Gaza sau chiến tranh. Thì tôi cho rằng với các ý nghĩa như vậy thì vấn đề chính quyền Palestine vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất trong rất nhiều các giải pháp mà có thể đưa ra nhằm quản lý và tái thiết giải Gaza sau chiến tranh. Liên quan đến cái giải pháp đưa các lực lượng vào quản lý và tái thiết lại giải Gaza, thì trong đó có một giải pháp là đưa lực lượng quốc tế vào giải Gaza. Thì dưới góc nhìn phân tích và nghiên cứu của tôi thì tôi cho rằng giải pháp này sẽ là lành ít dữ nhiều. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta phải hiểu, thứ nhất là người Palestine có đồng ý để một đạo quân quốc tế vào giải Gaza tại thời điểm hiện nay hay không? Thứ hai là người Palestine có đồng ý để đạo quân quốc tế đó do Mỹ hoặc châu Âu đứng đầu hay không? Thứ ba là một số quốc gia Ả Rập liệu có đồng ý tham gia vào đạo quân quốc tế hay không? Thì rút kinh nghiệm sau cuộc chiến của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chiến đấu với lực lượng Houthi tại Yemen thất bại, thì tôi cho rằng là các quốc gia Ả Rập hiện nay không mặn mà lắm trong việc đưa quân đội ra nước ngoài, không mặn mà trong việc can thiệp quân sự, và cái việc mà đưa lực lượng tham gia vào lực lượng quốc tế vào giải Gaza tôi cho rằng là không nhận được sự ủng hộ của các quốc gia tại Ả Rập. Và nội dung thứ hai cũng không kém phần quan trọng, nếu hình thành lực lượng quốc tế tiến vào giải Gaza thì phải được phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì thời điểm này thì tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tình trạng chia rẽ ra rất lớn. Thì chúng ta đã biết rất nhiều nghị quyết bàn thảo rất căng thẳng liên quan đến cuộc chiến Israel Hamas tại giải Gaza nhưng không được thông qua, và các cường quốc đều có quan điểm hết sức trái ngược nhau. Thì do vậy, việc mà ban hành nghị quyết để đưa lực lượng quốc tế vào giải Gaza trong thời điểm hiện nay, tôi cho rằng là vô cùng khó khăn, nếu không nói rằng đó sẽ là không khả thi. Ngoài ra, thì một yếu tố cuối cùng thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là các cường quốc hiện nay đang vướng vào rất nhiều cạnh tranh địa chính trị trên thế giới và có thể sẽ không muốn sa lầy vào những mảnh đất mà không mang lại được cái nhiều cái lợi ích cho họ về lịch sử, và thì nhiều bài học can thiệp của Mỹ và phương Tây cũng đã không thành công. Chúng ta đã nhớ cuộc can thiệp của Mỹ và phương Tây vào Somali năm 1993 trong chiến dịch gọi là vãn hồi hy vọng, và kết thúc là nước Mỹ đã thất bại và cái uy tín và danh tiếng của nước Mỹ bị hao tổn rất nhiều qua cuộc can thiệp vào Somali năm 1993. Và tiếp theo nữa là cuộc can thiệp của Mỹ ở phương Tây vào Afghanistan từ năm 2001 đến năm 2021 cũng mang lại rất nhiều cái bài học cay đắng cho Mỹ và phương Tây. Do vậy, thời điểm hiện nay, theo quan điểm của Israel mà có một lực lượng quốc tế để tiến vào quản lý và tái thiết Israel, giải Gaza, thì tôi cho rằng Mỹ và phương Tây cũng hết sức cân nhắc, và nếu không nói khác sẽ là một sự từ chối hết sức nhẹ nhàng. Và do vậy thì quay trở lại vấn đề, thì tôi cho rằng trong rất nhiều các giải pháp thì giải pháp để chính quyền Palestine tiếp quản và tái thiết giải Gaza vẫn là một cái giải pháp mang tính tối ưu nhất và phù hợp nhất trong thời điểm hiện nay. Thưa các bạn. Kính thưa quý vị, chương trình Tâm điểm Thế giới tuần này đến đây cũng kết thúc. Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.